Hà Hồ ôm Mỹ Tâm ở hậu trường, khán giả tuyên bố đẩy thuyền, OTP đời đầu là đây. Ghi sốt mạng xã hội tối 5 tháng 1 là khoảnh khắc Mỹ Tâm và Hà Hồ ôm nhau thân thiết trong hậu trường lễ trao giải Làn Sóng Xanh. Cả hai còn có những hành động tương tác, chứng tỏ tình chị em cực kỳ thân thiết như xoa vai, ôm, cười nói. Chính những hành động này đã khiến cho cư dân mạng không khỏi phấn khích. Một số khán giả còn hào hứng để lại bình luận, hai chị đi với nhau thì đúng không ai làm lại. OTP đời đầu đây rồi, thân thế này bà không để thuyền thì quá phí. Đây cũng chính là động thái đập tan mọi tin đồn bất hòa trước đó và khẳng định mối quan hệ của cả hai không hề căng thẳng như những gì cộng đồng mạng đồn đoán. Có thể nói trong suốt 2 thập kỷ qua, Mỹ Tâm và Hà Hồ luôn là hai cái tên được khán giả đặt lên bàn cân để so sánh. Hai người đẹp đều sở hữu lượng fan đông đảo, hoạt động vào cùng một khoảng thời gian và chưa hề bị lu mờ danh tiếng sau thời gian dài hoạt động trong làng giải trí. Cũng chính vì vậy mà có không ít tin đồn về chuyện Mỹ Tâm và Hà Hồ bằng mặt mà không bằng lòng. Một lần fan của Mỹ Tâm còn hô to tên của nữ ca sĩ trong lúc Hà Hồ đang nhận giải, tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Cả hai cũng rất hiếm có dịp xuất hiện cùng một sự kiện. Có thể nói, trao giải Làn Sóng Xanh 2022 là sự kiện hiếm hoi có thể quy tụ được hai nghệ sĩ hàng đầu VBiz này. Đừng quên đăng ký kênh SaigonTV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong showbiz nhé! Gửi ngày tin nóng cho SaigonTV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!